Hello em, anh sẽ hướng dẫn em sử dụng con Yashica T2 nha. Con này là đời sau, hình ra là kiểu thiết kế nhìn nó kiểu cứng cáp hơn á. Pin của nó nằm ở đây, em tháo cục pin ra để thay pin. Pin nó tên là 2CR5. Mình có thể mua ở trên Shopee hoặc là những chỗ rửa phim nó sẽ có. Ok, bật máy thì ở đây nó sẽ có cái cần gạt on. Gạt on lên là bật máy. Trong cái view ngắm của cái máy này nó sẽ rất là thông minh, ở chỗ là khi mình nhấp nhẹ vô nó sẽ có những cái hình biểu tượng, ví dụ như là đầu người nè. Xa hơn chút thì nó sẽ hiển thị lên hình hai người. Ok, và ví dụ như mà chỗ nào thiếu sáng nó sẽ hiển thị có hình dấu flash đây. Nó kêu là nó sẽ đánh flash trong môi trường đó. Và mình biết khi nào nó hồi flash xong thì mình cứ để khoảng chừng 3 tới 15 giây thì nó sẽ hồi flash, đánh flash lần nếu mà chỗ tối. Còn đủ sáng nó sẽ không đánh flash, đủ sáng rồi nó đánh flash. Ở đây nó sẽ có một cái nút tắt flash cơ động để cho mình tắt khi mà mình gặp những chỗ nào nó thiếu sáng. Mà mình không muốn chụp flash đó thì mình có thể đè cái nút flash off, no flash, nhấn bấm chụp là nó không ánh flash này. Nhưng mà những cái nút chụp này nó sẽ kiểu như nó sẽ chậm hơn so với bình thường, thì mình phải giữ tay một xíu tại vì do nhiều chỗ tối nó sẽ thiếu sáng. Còn Daylight Flash có nghĩa là khi mà em đưa ngoài trời nắng hoặc trời ngược sáng, em có thể vừa đè cái nút này em bấm chụp thì flash nó sẽ đánh nhẹ hơn chút để cho mình kiểu chụp được môi trường mà thiếu sáng ngoài trời nắng. Ok, mình nếu muốn hẹn giờ chụp thì mình sẽ kéo cái nút hẹn giờ này lên coi. Nó sẽ sáng dấu đỏ này lên, nó hẹn giờ, cố định quá là 10 giây. Sau 10 giây thì nó sẽ chụp. Ok, ở đây nó sẽ có một bảng hiển thị in ngày giờ lên hình. Nó sẽ có thứ tự là năm, tháng và ngày. Thì bây giờ đang là năm nè, năm là chỉnh đây, tháng chỉnh đây, ngày chỉnh đây. Ok, em bấm cái vô cái nó sẽ ra là giờ phút. Bấm cái nữa nó sẽ tắt. Ok. Đó là in ngày giờ. Thì mình sẽ chỉnh theo thứ tự đó. Bây giờ ở đây em có một cuộn phim bị hư, anh sẽ hướng dẫn em cách để lắp cuộn phim vô trong máy để chụp. Thì bình thường em mua cuộn phim về nó sẽ có cái đầu lòi ra em vậy. Ok. Nhỏ. Mình muốn lắp vô thì mình sẽ kéo cái chỗ mở buồng phim là kéo chỗ này, kéo xuống cái nó sẽ cho mình mở buồng phim ra. Tiếp theo mình sẽ để cái đầu lòi ra là hướng lên trên, bỏ vô như thế này rồi kéo qua đây một đoạn như thế này, để vào cái khe ngoài cùng luôn nha, chính xác là phải có khe ngoài cùng nha. Sau đó đóng nắp lại, bấm nút chụp cái thì bắt đầu nó sẽ lên số, nó sẽ đếm số từ số 1 trở đi. Ok, thích gì thì mình cứ đưa lên nhấp nhẹ bấm chụp thôi là nó sẽ chạy. Đến khi mà nó hết phim thì nó sẽ tự động tua phim về cho mình. Đó, giống vậy á. Nhấp, bấm chụp, nhấp, bấm chụp. Ok. Em chụp hết phim thì nó sẽ tự động trả về nha. Rồi. Ở đây nó sẽ có thiết kế là một cái nút về nút tua khẩn cấp. Trong trường hợp em chưa chụp hết phim mà em cần tua gấp thì em có thể nhấn cái nút ở đây một cái. Nhấn cái nút nhỏ vô đây một cái, nó sẽ tự động trả khẩn cấp về. Thì chỉ dùng cho việc là khi mà cần tua khẩn cấp thì hãy nhấn, còn bình thường thì đừng nhấn. Ok. Máy để pin trong máy thì mình nên tắt máy đi, nếu không chụp bật máy lên khi mình muốn chụp. Ok, chúc em sẽ có những shot hình đẹp với con máy này nha.